Xin trân trọng mến chào của chú và anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại cổng vào của chợ Phùng Khoang. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến của chú một số cái hình ảnh của chợ Phùng Khoang. Chợ này là chợ đêm sinh viên, nằm tại đường Phùng Khoang, quận Thanh Xuân. Đường vào chợ Phùng Khoang thì có các cái shop bán quần áo. Chợ Phùng Khoang là đặc biệt là một cái chợ dành cho sinh viên, bởi vì đồ ở trong này rất là rẻ, có thể nói là đồ khá là rẻ. Chính vì thế mà sinh viên tụ tập về đây, và cái khu vực này là khu vực mà rất là nhiều trường đại học đóng quân ở trên khu vực này. Chính vì thế mà chợ này gọi là chợ đêm sinh viên. Ở ngoài chợ Phùng Khoang thì có các cái shop này, thì khi mà các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên thì đi chợ Phùng Khoang thì chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta mua quần áo, đồ áo ở các cái shop ở ngoài đường này thì giá cả nó hơi mắc một chút đấy, và giá nó cũng không có thách nhiều. Nên các bạn chịu khó đi vào phía trong chợ thì chúng ta sẽ có những cái quầy để chúng ta mua quần áo, nó sẽ được tốt hơn, giá cả hợp lý hơn, nhưng mà bù lại cái là nó lại không có cái chỗ để mà thử quần áo. Còn ngoài các quầy này thì lại có cái chỗ thử quần áo. Bây giờ mời các bạn vào trong này nhé. Đây là những cái hàng ăn vặt, ăn vặt tại chợ Phùng Khoang. Là quần áo. Wow. Khá là đông. Học sinh sinh viên thì về đây rất là nhiều. Đây, quần sóc thì có 110k thôi. Có những quần áo rất là rẻ luôn. Trong này có các quán ăn vặt, ăn đêm ăn vặt. Đây, quần sóc là 100k đến 150k, áo này thì có 80k. Quần áo bây giờ rất là đa dạng luôn. Đây, quần quán túi sách như thế này mà. Túi sách gì mà có. Wow, đông quá trời luôn á. Đây, vào trong cửa hàng túi sách trong. Khá là đẹp. Riêng ba lô này khá là đẹp. Hôm nay không biết bao tiền. Anh ơi, những ba lô này là bao tiền anh nhỉ? 12. Tặng 20.000. Khá là đẹp. Hãy
120 thì khoảng 100 đến 101 là người ta bán thôi. Tốt nhất là các bạn nếu mà ví dụ 120 thì chúng ta trả xuống khoảng 90, người ta lên 100 là vừa. Minh Toàn thì đi chơi ít trả giá lắm, nhưng mà đấy là một cái kinh nghiệm ở chợ Phùng Khoang này cho các bạn sinh viên. Chúng ta bán cả trà nửa đi. Bán cả trà nửa hoặc trà có thể là hơn nửa một chút thì người ta không bán. Ở chợ Phùng Khoang này thì rất là nhiều cái cửa hàng nói khách, thành ra các bạn cứ mạnh dạn trả giá đi nhá. Ba mươi lăm nghìn một sản phẩm. Đây, chị em ơi, hàng rẻ quá mà. Vâng, công ty giá sốc tẹt 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 luôn nha bà con cô gì chú. 35.000 một sản phẩm. Đây, 35.000 một sản phẩm. Ví dụ như cái này cũng 35.000 này. Đấy. Cái nào cũng 35.000 hết á, cái này cũng 35.000 này. Búp bê cho đến song nồi, đấy, tất cả mọi thứ đồ chơi ở đây là có một giá 35.000, giá chung 35.000. Tất cả mọi thứ ở đây. Ủ tóc dừa cũng 35k. Ngoài ra chúng em còn bán cả chổi lau nhà nha bà con cô chú chú bác, giá rất rẻ nha bà con cô chú chú bác chị em ơi. Nhanh chân lên nào, nhanh tay lên nào. Vâng, xem mua. Ai nhanh tay thì mua trước mà ai chậm tay cướp. Hello. Đây là 10.000 một sản phẩm. Áo váy có 50k, 35k, 50k. Hỏi em gái xinh xinh này. Năm mươi k một sản phẩm. Trong này có em gái dáng đẹp đẹp, ở đây cũng bán các cái hoa quả này. Hoa quả ở đây có 10 mấy ngàn một ký thôi. Đấy, 13 ngàn, 10 ngàn. Hoa quả ngon không?
Đấy, ở trong này thì rất là nhiều cái cửa hàng để cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên chọn lựa. Thì khi mà chúng ta chọn lựa ở trong các cửa hàng này thì chúng ta cũng nên trả giá, ví dụ như 50k thì chúng ta trả giá một chút thì ở đây cũng có thể người ta bán cho, hoặc là ví dụ như các cái hạt các cái đồ ăn vặt như thế này rất là nhiều đồ ăn vặt luôn. Đây, được đông các bạn sinh viên ăn, mua ăn. Khu này đồ ăn vặt rất là nhiều. Toàn bộ đây là đồ ăn vặt. Wow, có em xinh gái quá nhỉ. Quá xinh gái luôn. Đấy là cái kinh nghiệm mà đi chợ Phùng Khoang của các bạn sinh viên. Nên là khi mà các bạn sinh viên mà có đi chợ Phùng Khoang thì chúng ta cũng chú ý một số cái kinh nghiệm đi chợ Phùng Khoang. Và chợ Phùng Khoang thì rất là nhiều đồ. Hy vọng là các bạn sinh viên sẽ chọn được cho mình những cái món đồ yêu thích khi mà về với chợ Phùng Khoang. Mình Toàn có một số cái video về chợ Phùng Khoang rồi. Nếu mà cô chú anh chị mà quan tâm, hay các bạn trẻ mà quan tâm, thì rất hy vọng cô chú và anh chị và các bạn trẻ xem thêm ở trong cái kênh mà chúng ta đang xem, để các cái video về chợ Phùng Khoang nói riêng và về Hà Nội nói chung. Hy vọng rằng cô chú và anh chị hãy nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên được xem các cái video mới, cũng như là người đầu tiên được thông báo khi mỗi khi có video mới, để chúng ta cập nhật những video mới thú vị được sớm hơn. Có lẽ video này mình Toàn phép dừng tại đây, và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.